series máy tính ăn kha xin chào. Thị trường laptop gaming tầm trung đang sôi động hơn bao giờ hết bởi sự góp mặt của rất là nhiều thương hiệu lớn trong làng máy tính. Ở tầm giá khoảng 25 triệu đồng thì Asus vừa tung ra model tiêu biểu ROG Series GL753 với ngoại hình bắt mắt cùng với hiệu năng mạnh mẽ đáp ứng được nhu cầu giải trí ở cường độ cao của game thủ. Đây là phiên bản laptop gaming trang bị cấu hình đáng mơ ước với bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ 7 mạnh mẽ, chip 4x8 luồng, đồ họa Nvidia GTX 1050 cho hiệu suất cao hơn 35% so với GTX 960M, cùng với một màn hình chất lượng cao IPS tỷ lệ 95%, phổ sRGB. Đặc biệt, các tính năng chuyên biệt dành cho game thủ cũng được áp dụng trên GL753 như bàn phím đa sắc màu, hệ thống tối ưu tốc độ quạt tản nhiệt Cooling Overboost cùng với phần mềm Game First 4 đảm bảo ưu tiên đường truyền mạng cho các game online. Ngoài ra thì máy còn hỗ trợ khả năng nâng cấp SSD PCI cho tốc độ tối đa gấp 5 lần so với SSD SATA thế hệ cũ. Thiết kế gây ấn tượng của GL753 chính là bề mặt nắp máy hoa văn nhôm, phay xước, logo đặt giữa hai đường khắc nổi có dải đèn LED màu cam sang trọng. GL753 có thiết kế màn hình lớn 17.3 inch nhưng viền màn hình mỏng đã khiến cho sản phẩm trông gọn gàng hơn. Tuy vậy, khối lượng và cỡ 3kg chỉ phù hợp với những bạn ít phải di chuyển. Một tính năng được đánh giá cao trong cộng đồng game thủ chính là bàn phím đa màu. Bạn có thể dễ dàng thay đổi các hiệu ứng và màu sắc theo sở thích. Đặc biệt là bàn phím này được thiết kế dành riêng cho chơi game chính xác cùng với khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn. Touchpad có kích thước vừa phải, bề mặt được phủ lớp cao su vuốt chạm trơn mịn. Phím chuột trái phải riêng biệt được giấu ở bên dưới rất là dễ bấm. Lưới tản nhiệt đặt ở bên cạnh máy khiến cho máy bị giảm tính thẩm mỹ và sự hầm hố. Các cổng kết nối ở cạnh trái tương đối đầy đủ như cổng LAN, HDMI, MIDI DisplayPort, hai cổng USB 3.0, một cổng USB Type-C đa năng, jack cắm âm thanh 3.5mm. Cạnh phải là sự xuất hiện của ổ đĩa quang và hai cổng USB nữa. Mặt đáy của máy được bảo vệ bởi một tấm nhựa liền khối với viên pin 4 cell cho thời gian sử dụng trung bình khoảng 1,5 tiếng khi chơi game và 2,5 tiếng khi lướt web. GL753 được trang bị cấu hình phục vụ nhu cầu game hiệu suất cao với chip Core i7 Kaby Lake, đồ họa rời Nvidia GTX 1050 cho hình ảnh trên các tựa game sắc nét cùng với hiệu suất tuyệt vời. Đi kèm với đó là 1TB HDD và khả năng nâng cấp SSD PCI cho tốc độ tối đa đạt gấp 5 lần. Ngoài ra, sản phẩm được trang bị Wi-Fi chuẩn AC băng tần kép rất là tiện lợi khi bạn chơi game, lướt web hoặc xem phim. Như vậy, mặc dù còn một vài nhược điểm về khả năng tản nhiệt và pin, nhưng bù lại thì GL753 sở hữu các trang bị hiện đại, các đồ họa mạnh mẽ nhất, màn hình đẹp và bàn phím LED, hứa hẹn sẽ làm hài lòng hầu hết các game thủ trong quá trình trải nghiệm. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!